Rồi đợi chị quay cái này xíu. Cứ năm bảo dưỡng là ok, đá lúc nào cũng mới cũng bóng. Tức là cái phèn nó vừa bám vô cái nào, ví dụ anh đặt cái gì nó không cứ ăn sâu xuống dưới cái mặt bóng, còn khi mà mình để 3-4 năm sau đó, ăn dưới mặt bóng rồi thì anh đánh là không có đi. Cái bộ nhà mình làm ngửa đúng không? Là nếu em lên mà thăm mộ mà thấy mà cái vết keo này mà nó đã chóc ra tầm bằng cái đầu tăm thôi nè, nếu cái đầu tăm này phải báo lên nha. Chứ không để mà mưa nó phả thẳng xuống là nước mưa rất vô trong, oxy hóa là nó sẽ bị ra. Quay hết rồi.